chế độ vô thần cộng sản lâu nay họ gài đặt vô rất là nhiều những cái hoàn hảo cũng giả, cũng có nó làm giả trong đó, cao đài cũng có làm giả trong đó, Phật giáo cũng có giả trong đó, cái gì cũng giả hết. Thì cái lòng người Phật tử thời nay bề trên đã nhìn thấy là cái nạn, cái pháp nạn, thì mới nói khuyên việc nói với mọi người là tự đốt đuốc đi, tự có bản lĩnh, tự có chánh kiến để mình có thể nhận thức được cái đâu là thật, đâu là giả. Sau này những cái người gọi là hiện tại mình thời gian không còn nữa, họ cứ xỉa xói cha trời mẹ đất nhỏ ông Phật, họ muốn tu theo tiên kiệt là gì đó, dị đoan đại thái, mà lỡ như kiệt là Bồ Tát thiệt thì những người đó sẽ làm sao? Họ chữa kiệt nhiều quá, kiệt cũng xin là mấy vị nói con chỉ xin được 3 lần thôi à, cho một người thôi à, còn họ tiếp tục thì đó là cái ngã của họ quá cao. Thật sự kiệt đã xin hết rồi đó, nói ai chửi con xin, nhưng mà cái luật á mình chỉ xin cho một người 3 lần. Mà lỡ như kiệt là như vậy thì không sao nha, mà lỡ như kiệt làm một vị Bồ Tát thật, những người đó cũng khó về trời lắm á, uổng công nó bao nhiêu năm trời ăn chay niệm Phật tu tập. Những người tu càng nhiều, đọc kinh càng nhiều, cái ngã càng cao nha quý vị, không phải là tu nhiều đọc kinh nhiều là hiền đâu đấy.